cô gặp thầy cô xúc động luôn quý vị. Giờ này sư thọ thật rồi, xong rồi quý vị, rồi sư đi về. Sư trở về núi lại. Chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay sư Minh Túc thì ngài đã dừng đi bộ cũng hơi lâu lâu rồi quý vị, cho nên hôm nay sư lâu lâu đi một ngày, khất thực một ngày để bộ hành cho quen cái giò quý vị. Sư đi cho quen cái giò để cho nó chai á, thì sau này có đi bộ hành cũng không có bị đau. Mấy bữa gài sư nói ngồi một chỗ lâu quá không đi tới đi lui, bị dưới hang đó quý vị, cho nên chân của sư nó không có hoạt động á, rồi nó bị đau. Mấy bữa gài sư ngồi nó bị nhức chỗ đầu gối quý vị, nhưng mà mình đưa thuốc thì thoa thì sư không có nhận, nói sư không có dùng thuốc. Hôm nay mình theo sư bộ hành khắc thực luôn quý vị. Sư mới xuống rồi có cái anh này khắc thực cho sư cũng nhiều, cũng bộn mình. Cúng dường cơm với nước cũng bọn mà quý vị. Chị nó mới cúng dường chai nước. Nước thì bà con người ta cúng dường nước nhiều lắm quý vị, nhưng mà sư nhận đủ chừng dạ chai hai ba chai là sư ngưng không có nhận nước nữa, tại vì nó nặng hết. Hôm nay xuống đi bộ hành sư đi khoảng 4 cây số sư đảo về quý vị, thì đủ khắc thực rồi sư kiếm chỗ nào mát cái sư ở đó khắc thực xong rồi sư trở về núi về hang. Tới đây có các vị Phật tử cúng dường cơm. À, cơm nấu trong nồi cơm điện còn nóng hổi luôn quý vị. Cô ở đâu lần cô? Ở Mỹ Long, Cà Lậy. Dạ, ở Cà Lậy, Tiền Giang. Không hiểu. Hoan hỷ quá. Mà không hiểu là mình đời mình về cô gặp thầy cô xúc động luôn quý vị. Dạ.
khổ quá mà không ai hiểu thương thầy mà không đi mình à. Đi ra ngoài mình đánh thầy lễ thầy mình nói đi nhanh đi chứ thầy ở dạ cái mình đi gần ra ngoài rồi mình thấy thầy mình khóc mình không hiểu là mình khóc cái gì. Thầy dạy mình nên người khi mình được thành đạt được thành trong cái thủ hình này là mình có kiếp tu rồi mình mới gặp được thầy. Dạ. Chứ không phải dễ mà tại người ở người đời người ta không có hiểu được trong đường sâu lầu trong lợn đất của mẹ. Thì dạ. Nay cũng là hậu duyên trong đường đạo pháp của thầy là nay là ngày 20 tháng 5 là ngày 18 là dưới cổ là cổ giếng thầy. Nay là cũng là căn cội mình cũng là lặn lội đâu cũng phải về gặp trong cõi ta bà. Thì nay mình được là để nay là cái hữu duyên hữu phước là mình đi từ Hà Nội về gặp thầy được ở Quảng Bình rồi mình khi mình về là gặp ở Quảng Trị. Dạ. Cũng tạ ơn công đức thầy thật nhiều sức khỏe tên na mọi nẻo đường nha dạ. Thầy đi chân lý của Thích Ca Mâu Ni từ phụ của là cha sanh tạo ra là Chí Tôn Phật đã tạo cho con mình là hữu hình nam nữ cùng đăng trình trở về cung cội gốc bồ đề của thầy tổ để dạy dỗ cho mình đi thiết thực để cứu độ quần sanh. 136 họ cha, 133 họ mẹ, ai cũng về quay về trong gốc bồ đề của mẹ. Mẹ đã tạo đất, mẹ đã tạo cái cội mà chúng sanh không biết lẫn lồi để tìm, mà thầy mình đã đi tìm cứu độ nước đâu. Cứu cho tâm hồ dần dần mát, cứu cho đồng lội dần dần mà không ai hiểu được. Nam mô Phật. Hai con xin phép cô chú anh chị tạ ơn công đức. Nay là hữu duyên trên thiên cha mẹ cũng xây chuyển là tam cõi cộng đồng trong thiên của đại địa cầu của mẹ tạo giống nhồng. Nay duyên lành là do là cũng là tứ thanh từ phụ Thích Ca đã gặp tam cõi của Thích Ca để trở về để thiết thực để cứu độ cho ba tấm vạn dân được vạn sự bình an, nhà nhà cũng gắng tu học cho đến ngày khi mình về gặp đã cõi trên thiên là bông sen của mẹ nở đẹp không để lạc lối trong dòng con đường cho đi của thầy Mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Thôi mình đi theo cũng được. Dạ, chúc cô an lạc, nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Không hiểu mình đi ra qua nơi thì khóc. Dạ. Anh đi đạo Phật. Dạ. Cô đã gặp thầy Minh Túc khóc ở trời này. Cô nó cũng gặp thầy Minh Tệ hai lần ở ngoài Quảng Trị với Quảng Bình nữa quý vị. Cái số đó quý vị. Xa xa mình quay chút vậy chứ không quay nhiều cái gì. Xe qua lại nói nó giống ông Minh Tệ.
tại vì theo hẳn người ta đồ đạc thì người nào cũng giống nhau. Ở trên núi thì có rất nhiều vị ẩn tu cho nó, nhưng mà chỉ mình cũng có cúng dường mấy vị kia nữa quý vị, nhưng mà mình không có quay phim, chỉ có thầy Minh Túc này là mình quay thôi, còn các vị kia mình không có quay quý vị. Cũng có mua đồ cúng dường cho các vị đó, cũng nhờ tịnh tài của các nhà hảo tâm cùng quý Phật tử gần xa ủng hộ mình, cũng mua vật dụng như cao su chiếu nè, với tay nải cho các vị trên kia nữa, các vị trên kia còn thiếu nhiều. Hôm nay mình mua cũng đầy đủ hết trơn, giờ chỉ mua kim chỉ thêm. Nãy cô đó cũng dựng đồ ăn cho sư, cô khóc quá trời. Thấy cô xúc động mình cũng muốn xúc động theo luôn cái gì. Tội nghiệp các vị sư tu khổ hạnh. Mà mọi người thông cảm, mình không có đi gần vị sư, mình ở xa xa mình quay cũng được quý vị. Chân của sư bị nhức á, không có đi á, cái ngồi chỗ bị nhức. Hôm nay sư đi lại. Cô đã chạy theo cúng dường, chạy quá trời, chạy không kịp. Khất thực cũng nhiều quý vị. Sư vô đây chắc sư dùng cơm thọ thực trong này thôi. Thọ thực. Sư thọ thực ở trong căn nhà quan này luôn nè quý vị. Thọ thực trong căn nhà quan này luôn quý vị. Xong cái đầu sư quay về hang lại, quay về núi. Sư về gần tới trên núi quý vị. Lâu lâu mình quay đoạn ít vậy, một chút chứ mình không có quay nhiều lúc bộ hành. Thấy sư đi khỏe, hôm nay trời cũng mát quý vị nên không có nóng, cũng khỏe chân. Sư về gần tới trên núi quý vị. Lâu lâu mình quay đoạn ít vậy, một chút chứ mình không có quay nhiều lúc bộ hành. Thank you.